Xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu lại với các bác là cục đẩy LA1000 các bác nhá. LAP. Cái này chắc cũng không phải giới thiệu nhiều với các bác nữa. Con này thì cực kỳ hay rồi. Đấy, em thử một chút nhạc thôi và bây giờ em sẽ nói chuyện với tất cả các bác. Thì con này thì nó sở hữu lên tới là 12 tụ lọc nguồn. Đấy, các bác có thể thấy là 12 tụ lọc nguồn 80V các bác nhá. Sử dụng tại dùng tụ 80V các bác nhá. Và sử dụng tới 44 sò. Đấy, các bác có thể thấy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 đâu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 x 4 là 44 sò các bác nhá. Nếu mà tính sò công suất thì 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 sò. Công suất của nó đạt ngưỡng là 1000W trên một kênh các bác nhá. Các bác cứ tính nhanh cho em như thế này này. Cứ hai cặp sò thì là được 100W. Đấy, 10 cặp sò, mỗi bên 10 cặp sò thì nó thì mỗi kênh thì được 1000W các bác nhá. Đấy, em cứ tính nhanh như vậy. Đấy, như thế nó dễ. Còn đâu tiếp tục theo thì lại nói tiếp với các bác là con này sử dụng mạch là mạch class H. Đấy, biến áp của đây, các bác có thể nhìn thấy cái biến áp rất là to. Lên tới 18-19 cm. Đấy. 18-19 cm các bác nhá. Rất là to luôn, đẫy tay luôn và tất cả đều bằng đồng các bác nhá. Bác nào nếu mà tìm ra là con này bằng nhôm thì em sẽ biếu thêm các bác một con nữa. Đấy, đấy là đơn giản thôi. Nhanh gọn. Và các bác muốn nhìn thấy mạch class H là đâu thì các bác có thể nhìn thấy là đây là 90V, 45V. Nó là mạch đối xứng. Đấy, 0V ở giữa. Đấy, 90 và 45V. Đây là nó so những cái điện áp đối xứng, chứng tỏ là con này chạy mạch class H các bác nhé. Chạy mạch class H có một đặc điểm là nó rất là tốn ít điện năng tiêu thụ. Có nghĩa là ví dụ những cục đẩy class AB nó lên tới ví dụ là 1 kg, thì những cục class H này nó chỉ sử dụng tới đủ công suất tầm khoảng độ 800-900W chẳng hạn. Đấy, cái chênh lệch giữa điện áp tiêu thụ và điện áp đầu ra nó sẽ không bị chênh lệch nhiều các bác nhé. Ví dụ là xuất ra ví dụ ăn vào 1000W thì nó xuất ra tầm 800-900. Đấy, ví dụ là như vậy thôi. Đấy, em chỉ cái mô phỏng thôi, còn đâu bác nào muốn thêm hiểu biết thêm chi tiết thì các bác cứ search Google thì các bác sẽ rõ là mạch class H nó có đặc điểm như nào. Với một điều tiếp theo là như các bác có thể nhìn thấy là nó rất là nhiều tụ và tụ trở và sò như này. Tại sao nó phải làm nhiều như vậy? Làm nhiều như vậy để ra cái tiếng nó rất là lực các bác nhé. Tạo ra tiếng đặc điểm của class H là tiếng nó không được lực lắm. Khi mà chạy ít sò như con xe 9 hoặc xe 12 thì những con như vậy thì nó chạy thì nó đánh nó tiếng không được lực lắm. Nhưng mà khi lên con LA1000 này nó sử dụng, nó bù lại nó cũng sử dụng mạch class H, nhưng mà nó thêm nhiều tụ, thêm nhiều sò, nó sẽ làm một cái tiếng của mình nó rất là lực. Đấy, tiếng rất là lực và như là các bác đã nhìn thấy rồi, những mên mạch màu đỏ này thì luôn luôn là cho tiếng cực kỳ sáng các bác nhé. Đấy, các bác có thể ngó qua thêm một lần nữa. Sử dụng to sò là sò Toshiba 1943 và 5200. Sò này thì chắc không xa lạ gì với anh em rồi, những cặp sò mới nhất của dòng Toshiba. Đấy, biến áp thì tầm 18-19 cm, tụ thì sử dụng đến tận 12 tụ 80V. Đấy, các bác những cái cục đẩy như này thì nó có thể đánh được các bác là full đôi coi 76 các bác nhé, full đôi 40 coi 76. Còn đâu coi 100 thì các bác cần phải những cái cục đẩy nó nặng ký hơn, ví dụ như là xe 40 thì nó rơi tầm 1600. Và bên em đã sắp về cái con là Martin MX 1600 lên tới 1600W trên một kênh. Khi đánh ở chế độ 4 ohm nó lên tới 2200W trên một kênh cơ. Đấy, như vậy là rất là trâu bò. Thì các bác nếu mà sử dụng full đôi con 100 thì nên sử dụng những cục như vậy. Còn đối với cái cục như này nó ra công suất đến 1000W trên một kênh thì chúng ta chỉ sử dụng được tầm coi 76 full đôi các bác nhé. Đấy, hoặc những cặp 40 hoặc cặp súp 50 chúng ta có thể đánh thoải mái. Chúng ta có thể đánh được những cặp súp 50 thoải mái luôn, bay nóc luôn các bác nhé. Đấy,
Thì các bác nào có nhu cầu mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới này, hoặc là các bác truy cập vào website Thắng Cao Audio, các bác tham khảo rất nhiều chi tiết của những sản phẩm bên em bán. Và các bác nhớ là đăng ký kênh của bên em. Đăng ký kênh thì các bác nhớ ấn nút chuông để nhận những thông báo mới nhất, để xem những video em test những bộ dàn và những sản phẩm bên em ra các bác nhé. Cái này sử dụng những cái chiết áp bằng bi rất là bền các bác nhé, rất là bền, phải nói là cực kỳ bền đấy. Còn đây là cái biến áp xoay lại biến áp cho các bác thấy, các bác nhìn phát là các bác biết ngay đấy, nhìn phát là biết ngay là nó là chạy class hát rồi đấy, rất là đẹp, mạch mên màu đỏ và không thể chê được. Mạch này thì em không nhầm, nó sử dụng mạch của Audio Center y hệt như con MA600 của bên em. Đấy, Martin MA600 và sắp tới có MX1600. Đây là đầu ra của nó, có hỗ trợ link sang cục đẩy khác các bác nhé. Con này nó có link sang cục đẩy khác này. Và đây là cầu bắt loa, chúng ta có thể bắt được 4 loa vào đây. Một loa vào đây, một loa vào đây, một loa vào đây, một loa vào đây nữa. Tất cả nó sử dụng được 4 loa. Đấy, các bác có thể đánh được 4 chiếc loa bát 40, coi 76 các bác nhé. Coi 100 thì cũng đánh được, nhưng mà các bác đánh với diện tích nó hẹp hơn. Ví dụ như là trong phòng tầm 30m² chẳng hạn thì có thể đánh được 2 đôi bát coi 100. Đấy, hoặc là full đôi coi 100 40 đấy, nhưng mà đánh trong diện tích hẹp thôi thì chúng ta có thể đánh được. Đấy, các bác có thể nhìn qua một lượt nữa. Sử dụng lên tận 12 tụ và lên tận 44 sò. Xếp này rất là thẳng hàng và đẹp luôn các bác nhá. Đấy, thì rồi ok. Giá hiện tại em đang bán con này là 5.600.000 đồng các bác nhá. À quên, 5.300.000 đồng. Chưa gồm bao ship, các bác có thể thêm cho em 200.000 nữa thì bao ship. Các bác chắc là thêm 200.000 thì các bác sẽ lợi hơn nhiều. Vì tại sao? Nếu mà ship con này thì không dưới 300.000 đâu các bác. Các bác chỉ thêm 200.000 thì em sẽ bao ship. Đấy, thì các bác cứ tham khảo nhé. Có gì các bác cứ alo trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới này. Đấy, rồi ok, cảm ơn các bác đã xem video bên em. Chào tất cả các bác, hẹn các bác ở những clip lần sau.